Hôm nay mình sẽ ra vườn rau ở ngoài ban công của nhà mình quay cho các bạn xem. Sau một thời gian dài mình bận quá, mình không có thời gian để chăm sóc vườn rau để xem nó phát triển như thế nào các bạn nhé. Đây các bạn thấy này, mình dạo này mình không có thời gian, mình bận quá mình không có thời gian chăm sóc. Đây rau mùng tơi của mình này, mình thu hoạch được một lần rồi và nó lên này, tí nữa mình sẽ thu hoạch tiếp. Và các bạn thấy là rau bí này mình trồng từ hạt của quả đấy, giờ lên rất tốt rồi này. Mình dạo này mình sẽ để cho bà giúp việc nhà mình chăm sóc thôi, mình không có thời gian để chăm vì dạo này mình khá là bận. Đây các cây dâu tây của mình các bạn này, nó đẻ ra ngó này rất là nhiều nhưng mà hơi bị không được mập lắm, hơi bị còi, do là mình cũng không có thời gian nhiều chăm sóc ấy nên là nó không được, nên nó không được tốt lắm. Đây lại ra ngó tiếp này. Đây các bạn thấy là ra ngó này, chuẩn bị ra thêm cây mới này, mình không có thời gian chăm. Đây là rau cải ba xôi này các bạn này. Đây mình rau mình dạo này mình trồng này. Đây là các gốc rau cải mà mình trồng từ gốc ấy, tí mình sẽ thu hoạch luôn. Rau mùng tơi này, mặc dù không tưới không chăm sóc nhiều nhưng mà lên cũng khá là tốt. Wow, lá rất là to này, rất là to luôn. Đây mình cứ để cho bà chăm. Các bạn nhìn này, các lá cải của mình này lên rất là to luôn này, mặc dù không chăm này, không chăm một chút nào luôn đấy. Cái rau cải này thì mình đã thu hoạch một lần rồi và bây giờ hôm nay mình sẽ thu hoạch tiếp. Đây các bạn thấy mình trồng các rau thơm này, húng náng này, húng quế này, đấy rau bạc hà này, mình cứ lấy cành mình cắm vào đấy nó lên này, rất là tốt luôn. Mình cũng thu hoạch rất là nhiều lần rồi. Đây các cây rau này của mình này, đây rau cải hoa hồng. Đây các đây là các rau cây là nó nốt mình trồng từ gốc đấy. Đây, mình thấy không, mình cắm từ đến đây thôi mà nó mọc lên này, mình mới thu hoạch xong này, đây là rau này là cây gì này, rau húng gì mình quên mất tên này. Đấy mình thu hoạch rồi nhưng mà tại vì mình không chăm quá nên là mình không chăm được nó nên là nó hơi còi. Đây là cây húng húng náng, húng quế, cây cải hoa hồng này. Wow, các rau mùng tơi của mình này. Đây cho các bạn xem thử rau của mình sau một thời gian dài mình không có thời gian chăm sóc. Ôi dồi ôi, cây đây là cây gì quên mất tên nhỉ. Đây là cây dâu tây của mình này, nó còi chết hết rồi. Đây các bạn thấy không, wow, không chăm sóc gì luôn nhá. Mà các bạn nhìn này, lá rau mùng tơi này rất là to này. Wow, khiếp. Wow, ôi các bạn nhìn thấy không, lá rất là to, to nguyên bằng cái bàn tay của mình luôn. Wow, rau mùng tơi rất là to luôn. Đây mình không có thời gian chăm sóc ấy mà nên cho nên to thế. Ôi ôi, các rau cải này cũng thế này. Wow, lên lá rất là to luôn. Hôm nay mình sẽ bắt đầu thu hoạch các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thu hoạch rau mùng tơi trước các bạn nhé. Đây rau mùng tơi chỗ này thì mình để lá này, lá này rất là to luôn mà dạo này mình không thời gian mình chăm đâu mà nó lên rất là tốt. Thu hoạch các lá này đi. Wow, lên rất là tốt luôn các bạn. Dạo này là mình bận quá mình không có thời gian chăm sóc đấy, chứ còn nếu mà chăm sóc thì còn tốt hơn nữa, nhưng mà bận quá không có thời gian, mình cũng ra cho bà nhà bà chăm thôi, bà giúp việc nhà mình chăm nào. Mình chỉ tỉa các lá to mình ăn thôi, còn các lá nhỏ thì mình để nó lớn lên mình to mình thu hoạch sau. Đây, bạn nhìn này, lá rất là to này, mọc chen chúc nhau này, mình cắt cái này đi để cho nó mọc lên. Nói là lên rất là to này. Ở trên kia nó lên tốt hơn các bạn. Ở chỗ này lên nó không mập bằng, chắc ở đây mình chắc đây là do trồng dày quá nên là nó lên không ấy, mình đánh trên kia có mấy cây thôi nên nó mọc nó rất là mập. Cây đây là cây trồng dày quá không tốt, nó không to này. Ôi rau mình tơi đây rất là non luôn. Không chăm mà đã lên như này rồi mà chăm nữa thì chắc là lên tốt hơn nữa. Cắt
gốc. Rồi, mình cắt đấy, đấy là để nó lớn tiếp mình trồng. Đây trên đây mình sẽ thu hoạch trên đây. Rồi, các bạn nhìn này, lá rất là to này. Nó to đúng bằng một cái găng tay của mình luôn. Wow, các bạn nhìn này. Thực sự là mình chưa giờ nhìn thấy cây đâu mình tơ nó to như thế này. Lá to này, bằng ngón tay mình luôn, thực sự rất là to luôn. Rất là thích. Trên đây mình trồng thưa này. Trồng thưa thì nó sẽ lên to hơn là mình trồng dày các bạn ạ. Nào. Ồ. Nhìn rau này, nhìn thích thế ạ. Trồng rau mình tơ lên to này rất thích. Chỗ này mình đánh trồng thưa ra ấy, thì nó lên rất là mập. Còn nếu mà các bạn trồng dày ấy, thì nó lên không được to, các bạn thấy không? Lá này to như bằng một cái bàn tay của mình luôn. Tại vì mình trồng này, mình trồng rất là thưa thì nó lên rất là mập. Còn các bạn trồng mà nó dày quá thì nó lên không lên mập được đâu. Như ở dưới mình trồng dày ấy, thì nó không lên mập, mình đánh cho mấy cây ra mình trồng thôi, nó lên rất là tốt luôn. Ôi, thích quá. Đây mà mình chăm phân hữu cơ thì mình nghĩ là nó phải lên tốt hơn nữa. Nên rất là thích luôn. Và bây giờ mình sẽ sang thu hoạch rau cải ngọt các bạn nhé. Này, rau cải ngọt này. Ôi, lên rất là tốt luôn. Mình cũng đánh trồng nó mấy cây rồi, mình cũng không thời gian chăm sóc. Cái rau cải ngọt này mình đã thu hoạch một lần rồi. Đây, mình cứ thu hoạch cái này, này. Mình tỉa các lá to ra này. Mình cứ tỉa các lá to ra để mình ăn. Còn những cái lá nhỏ hơn thì mình để lại. Đấy, các bạn đã thu hoạch này. Chỉ cần mấy gốc rau cải thôi là các bạn cải ngọt thôi, các bạn đã đủ rau ăn rồi. Đấy, mình cứ thu hoạch này. Cái rau này hơi già thì mình để đây để cho nó đỡ héo. Đấy, mình cứ để lại như này này. Đấy, như thế thì nó lại mọc ra tiếp, nó lại thu hoạch. Các bạn mà chịu khó chăm sóc, tưới phân hữu cơ ấy, thì nó lên rất là tốt. Ôi, rau dạo này mình không hề chăm sóc mà lên rất là tốt. Ôi, lá này, lá cũng không thua kém gì luôn. Thích quá. Trồng các bạn cứ đánh thưa thưa thôi như mình cái này. Đánh thưa này thì nó lại lên tốt hơn ấy. Mà trồng cứ di di vào là nó lên không lên tốt bằng ấy đâu. Ôi, rau lên thực sự lên rất tốt. Mình cứ cái vỏ trứng ấy, các bạn ăn xong ấy, các bạn cứ vất xuống đây này, nó lên rất là tốt. Ồ, lên thích quá. Cái rổ vừa nãy, cái rổ, ôi ơi, một này được một rổ to để ăn rồi. Đấy, các bạn trồng như này chỉ cần mấy gốc rau thôi là các bạn thừa sức ăn rồi. Lá này rất to luôn, cái lá nó héo héo mình để đây để cho nó giữ cái gốc của nó không bị nắng nó chiếu vào ấy. Các cái lá của mình này nắng quá nó chiếu vào nó hơi sun lá. Cái rau này các bạn có thể nấu canh hoặc là các bạn có thể ăn gỏi rất là ngon. Rau này trồng này nó rau sạch các bạn. Mình trồng như này thì không sợ sâu chứ cả. Tại vì nhà mình trồng. Ô, rất thích. Không không. Mấy cái rau này mình toàn trồng từ gốc thôi. Đây, mấy cái rau này mình cũng trồng từ gốc này. Đây là bà giúp việc cho mình trồng đấy, chứ bà trồng cứ dày dít dày dít à. Đấy, các bạn cứ cắt cái lá này đi thì lá cây con nó sẽ mọc lên. Mình thu hoạch là lần thứ hai. Thích kinh. Đi làm về mệt mỏi nhìn thấy cây vườn cây này rất là thích. Nó lên rất là tốt luôn. Đây, đây là vườn rau sau khi mình thu hoạch xong này các bạn này. Đây là mình trồng này, có mấy gốc này thôi này. Nó lên rất là tốt luôn, các bạn cứ trồng thưa thưa này, lên rất là tốt này. Đấy, các bạn cứ cho vỏ trứng các thứ vào nữa thì lên tốt hơn. Đây các bạn rau cải ngọt của mình này, mình cũng trồng có mấy gốc thôi mà mình thu hoạch rất là nhiều. Và mình đợi nó lớn hơn nữa mình sẽ thu hoạch tiếp.
cái rau cải ngọt này mình thu hoạch lần thứ hai rồi. Và đây các bạn thấy này, mấy hôm nữa mình sẽ quay, mình sẽ thu hoạch nốt mấy cái rau rau cải này. Rau cải này mình trồng từ gốc này. Đây bà giúp việc cho mình trồng hơi dày các bạn. Trồng hơi dày dít này, như này nó cũng khó lên mập được. Nhưng thôi kệ, để bà trồng. Đây các bạn thấy này, mình trồng cả cây diếp cá này từ gốc này, rau muống này, bà giúp việc cho mình trồng này. Dạo này mình bận quá không có thời gian chăm. Ôi, đổ hết cả cây rồi. Ôi. Đây mình trồng mấy cái rau salad này. Rau salad để đây. Ôi. Rau muống mình trồng này. Cây rau bí mình đang trồng này. Cây gừng này. Và đây, mấy hôm nữa mình sẽ thu hoạch rau cải. Và đây là rau cải bó xôi. Rau xôi này mấy hôm nữa mình thu hoạch. Mấy rau kia mình đang thu hoạch hơi bị nhiều rồi. Mình tạm dừng. Đây quay lại các bạn xem này. Cây nắng ngải mình đang trồng nữa này. Đây mình quay lại vườn cho các bạn xem. Đây là mình không có thời gian chăm sóc ấy, chứ mình có thời gian chăm sóc cây của nó nữa. Mình thu hoạch cái này. Đây là kết quả thu hoạch của mình sau thu hoạch này các bạn này. Các bạn thấy không? Có hai cái rổ rau cải thôi mà mình thu hoạch được một rổ luôn này. Như này được một bữa này các bạn này. Rau cải nó rất là tốt luôn. Các bạn rau đang rồng tơi này, thực sự là mình trồng chưa bao giờ lên to như này. Thực sự cái lá của nó to đúng như một cái bàn tay của mình ấy. Thực sự mình chưa giờ thấy cái rau tơi nào mà to như này luôn ấy. Thực sự nó rất là tốt. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông bên cạnh để nhận hiển thị mỗi khi mình ra clip mới nhé.